lấy 15 hả chị? Cái form này form ngang nó to đó chị, bé đang 12 mà chị lấy 15 là em nghĩ bé lâu lắm mới mặc được luôn đó chế. Chứ lấy size lớn hơn size 12 một size thì mua để dành, thì lớn hơn size 12 một size là lấy tầm khoảng 10, 13 hoặc 11, 14 kg đi. Chứ lên 15 kg nó to lắm đó. Cô em đang cầm là bé 12 kg bận được nè. Cô em đang cầm là bé 12 kg mà chị. Cái này là size size 80 nè. Chị lấy size 90 hả? Em đang cầm là size 80 nè. Là cho bé chiều cao 80 quay đầu đó. Chị muốn tăng một size thì em lấy size 90 nha. Chứ 15 kg là lấy size 100 lần đó, là nó cao 1 mét nó mới bận được á. Lấy cho chị set này size 90 đi bé. Nguyễn lấy 90 luôn hả chị? Hạ Xí Nguyễn hồi nãy kiểm coi, nãy chị lấy một. Ủa giờ chị mới lấy đúng không? Chị Hạ Xí Nguyễn thêm bộ 90 nữa đúng không? Rồi ok, lấy hai bộ 90 nha. Dễ thương lắm, cái set này dễ thương, tiền nào của nấy mấy chị ơi, mua xong quay lại mua tiếp á.